Lợi dụng sự tiến bộ về công nghệ, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức ngày càng tinh vi với nhiều lý do được đưa ra vì nhu cầu công việc, sự tiến thân, lợi ích cá nhân mà không ít người bất chấp quy định cấm vẫn đi làm các tài liệu giả như bằng cấp, giấy phép kinh doanh, hợp đồng giao dịch. Những vụ việc được Công an quận Thanh Khê làm sáng tỏ trong thời gian qua đã cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc phát hiện và ngăn ngừa các hành vi làm giả nói trên. Đây là ba đối tượng gồm Phan Văn Đoàn, 31 tuổi, trú xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Hoài Thanh và Nguyễn Tấn Linh, đều 26 tuổi, cùng trú quận Tân Bình và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gồm 400 văn bằng tài liệu giả các loại, 4 thẻ ATM, 41 con dấu tròn, 200 phôi giấy các loại và một số dụng cụ để sản xuất tài liệu giả. Thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, các đối tượng đã thu hút được một lượng lớn khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả. Giờ đây đối diện với cơ quan điều tra, các đối tượng mới thấy được hành vi sai trái của mình. Mình nghĩ đơn giản là như kiểu mình mua bán đồ và bán chênh lệch thôi, chứ mình không nghĩ là nó hơi hiệu quả nghiêm trọng như bây giờ. Vì lúc đấy mình cũng chỉ vì kiếm tiền 100-200 ngàn, xong rồi mình lao vào, rồi mình dần dần mình lao vào, mình không kiểm soát được. Còn đây là hai đối tượng Trần Ngọc Trinh, 56 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, và Trần Đình Pháp, 27 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông, bị đội hình sự Công an quận Thanh Khê bắt giữ khi cấu kết với nhau đứng ra nhận làm văn bản tài liệu giả của các cơ quan nhà nước cho người có nhu cầu. Tại nơi trên làm việc, Công an quận Thanh Khê thu giữ 2 máy tính, một máy in màu, bên trong có nhiều file con dấu của 121 cơ quan tổ chức, chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng. Cứ mỗi giao dịch thành công, các đối tượng được thu lời khoảng 2 triệu đồng. Làm cái này là từ đầu năm 2020 tới giờ. Còn họ yêu cầu em làm cái giấy xác nhận thì em không biết bên cái họ làm được hay không. Em phải hỏi qua họ trước rồi em mới nhận. Trên thực tế, việc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả để lừa đảo cơ quan, tổ chức hoặc công dân gây thiệt hại rất lớn. Thậm chí có trường hợp gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, nhất là đối với các giao dịch mua bán nhà đất hay giả danh các cơ quan tư pháp, buộc bị hại phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra. Đề nghị người dân là nâng cao cảnh giác, thứ nhất là trong việc mua bán bất động sản liên quan đến cái việc giao dịch đất có sổ đỏ và chứng minh nhân dân mà dễ bị các đối tượng làm giả. Thứ hai là đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối tượng sử dụng các cái lệnh và các cái giấy triệu tập của các cơ quan tổ chức được làm giả để dùng cái đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Hệ lụy của việc làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Không để tội phạm này có cơ hội vươn vòi bạch tuộc thì đòi hỏi mỗi người dân cần ý thức hơn, không tiếp tay dung túng, từ đó tránh được những bẫy lừa do giấy tờ con dấu giả mạo tạo ra.